ngày hôm nay đó thì Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hoa Sen đã họp và thông qua cái phương án ứng phó trong trường hợp mà toàn trường cần phải trở lại dạy online. Chúng tôi cũng đã tích lũy được một số cái kinh nghiệm rất là quý trong hai cái học kỳ dạy online toàn trường vừa rồi. Cho nên là trong thời gian sắp tới thì chúng tôi dự định là sẽ có thêm hai cái điểm mới nổi bật như thế này. Cái thứ nhất ấy, đó là về mặt công nghệ thì trong hai cái học kỳ vừa rồi chúng tôi đã thành công trong việc là xây dựng cái hệ thống video conferencing riêng của nhà trường trên server của nhà trường. Chúng tôi không có sử dụng nhiều các cái hệ thống server của các bên thứ ba, bởi vì chúng tôi xem cái dữ liệu dạy học đó, nó là một cái dạng tài nguyên để mình kiểm định và tiến hành các hoạt động phân tích đảm bảo chất lượng. Thế thì sang cái thời gian tới này, tức là hiện nay là học kỳ hè và cái học kỳ đầu năm mới sắp tới đó, là chúng tôi sẽ tích hợp trực tiếp cái hệ thống video conferencing do nhà trường phát triển vào với lại cái hệ thống quản lý học tập LMS. Cái thứ hai nữa đấy là Trường Đại học Hoa Sen sẽ cố gắng là triển khai mở rộng cái việc game hóa các hoạt động học tập bằng cách là chúng tôi sẽ tập huấn cho đội ngũ cán bộ giảng viên sử dụng môi trường game 3D, cụ thể đó là Second Life, để cho các bạn sinh viên vào học trải nghiệm. Thì chúng tôi kỳ vọng đó là khi mà sinh viên vào trong cái môi trường game 3D để tương tác với lại trường học, với lại bảo tàng, với lại công viên, với lại phòng gym, với lại nhà hàng, khách sạn, với lại rất nhiều những cái mô hình hấp dẫn ở trong cái thế giới Second Life này, thì cái mức độ hứng thú của người học sẽ tăng lên, cái sự tương tác của người học với lại giờ học nó cũng sẽ tích cực nhiều hơn. Đương nhiên sẽ có những cái vấn đề về công nghệ, về hạ tầng, về trang thiết bị cần phải giải quyết, nhưng mà chúng tôi cũng tự tin là với cái nguồn lực của Trường Đại học Hoa Sen thì cái việc này sẽ thực hiện được.